Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2015 tại nông trường trà Cầu Tre. Các kỹ sư của công ty Trà Vương đang lắp một cái hệ thống bơm dùng sức nước, không dùng bất kỳ điện năng hoặc là dầu, máy dầu. Bơm đang hoạt động tốt. Bơm đang lắp trong quá trình chạy thử nghiệm. Đây là hình ảnh của bơm đang hoạt động. Khả năng bơm sẽ cao lên khoảng 100m, độ cao cột ép đầu ra khoảng 100m. Dự án đã thành công tốt đẹp.